Kính chào quý phụ huynh, thầy chào các con. Chào mừng các con đến với tiết học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, tuần 29. Tuần vừa rồi, thầy đã dặn dò các con ôn tập cách sử dụng dấu câu, dấu chấm than, dấu phẩy và viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu giới thiệu về đồ dùng học tập của em. Các con đã hoàn thành chưa? Thầy tin chắc rằng các con đã hoàn thành tốt bài làm của mình rồi. Hôm nay, thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các con. Luyện tập trang 89-90. Nội dung thứ nhất, luyện từ và câu, mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối, dấu chấm, dấu phẩy. Nội dung luyện viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình. Các con cần chuẩn bị sách tiếng Việt lớp 2, tập 2, vở, bút mực và cả bút chì nữa nhé. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các con một phát triển vốn từ về giao tiếp, kết nối, biết sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. 2. Phát triển kỹ năng viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình. Thầy chúc tất cả các con sẽ đạt được hai yêu cầu mà bài học ngày hôm nay đề ra. Các con mở sách tiếng Việt lớp 2, tập 2, trang 89. Chúng ta vào nội dung thứ nhất, luyện từ và câu. Bài tập 1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi bạn nhỏ trong tranh. Thầy có 3 tranh. Tranh 1, tranh 2 và tranh 3. Mỗi bức tranh có các bạn nhỏ. Các con hãy quan sát từng tranh và chỉ cho thầy từng hoạt động của mỗi bạn nhỏ nhé. Nào, các con cùng tìm với thầy. Các con đã tìm được những từ ngữ nào chỉ hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh? Các con quan sát. Tranh 1. Bạn nhỏ đang làm gì? Bạn nhỏ đang đọc thư. Chúng ta có từ chỉ hoạt động đọc thư. Tranh 2. Hai bạn đang gọi điện thoại cho nhau. Chúng ta có từ ngữ gọi điện thoại. Tranh 3. Bạn nhỏ đang xem tivi. Thầy khen các con tìm được các từ ngữ chỉ hoạt động. Ngoài các từ ngữ chỉ hoạt động chính của các bạn nhỏ trong 3 tranh này, các con còn tìm thêm được những từ ngữ nào chỉ hoạt động của các bạn nhỏ? Chúng ta còn tìm được các từ ngữ chỉ hoạt động khác, đó là hoạt động đứng, ngồi hay cười nữa đấy. Ở bài tập 1, có các đồ vật như điện thoại, tivi. Để biết chúng có công dụng gì, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sang bài tập 2. Bài tập 2, nối tiếp để hoàn thành câu nêu công dụng của đồ vật. Thầy có 3 câu. Câu A. Nhờ có điện thoại, em có thể... Câu B. Nhờ có máy tính, em có thể... Câu C. Nhờ có tivi, em có thể... Bây giờ các con hãy suy nghĩ và nói tiếp 3 câu này. Nêu công dụng của 3 đồ vật ở đây là điện thoại, máy tính và tivi. Các con hãy nói tiếp và viết thành câu cho hoàn chỉnh cho thầy nhé. Các con đã nói và viết được câu chưa? Thầy ví dụ câu A. Nhờ có điện thoại, em có thể nói chuyện với ông bà ở xa. Tiếp theo câu B. Nhờ có máy tính, em có thể tìm thấy nhiều thông tin hữu ích. Câu cuối cùng, câu C. Nhờ có tivi, em có thể xem được nhiều chương trình hay. Thầy khen các con đã nói tiếp hoàn thành câu nêu công dụng của các đồ vật.
Ở bài tập 2, các con vừa nói tiếp 3 câu nêu công dụng của 3 đồ vật, đó là điện thoại, máy tính và TV. Các con à, ngày nay có rất nhiều đồ vật giúp chúng ta có thể giao tiếp và kết nối với nhau. Các con có thể dùng điện thoại để kết nối với người thân hay bạn bè ở xa. Con có thể dùng máy tính để học và tìm kiếm nhiều thông tin hữu ích. Còn TV? TV sẽ giúp cho các con học tập và xem được nhiều chương trình hay nữa đấy. Tiếp theo thì mời các con sang bài tập 3 để luyện tập cách sử dụng dấu câu, dấu chấm, dấu phẩy trong đoạn văn sau. Bài tập 3. Chọn dấu câu thích hợp cho mỗi ô vuông trong đoạn văn sau. Các con quan sát. Đây là gì? À, đúng rồi. Đây là chiếc TV. Bài tập này có liên quan gì đến chiếc TV? Các con cùng thầy đọc đoạn văn sau. TV là bạn của gia đình em, ô vuông. Bố em thường thích xem thời sự, ô vuông. Bóng đá, ô vuông. Mẹ em thích nghe nhạc, ô vuông. Xem phim truyền hình. Còn em thích nhất là chương trình Thế giới động vật, ô vuông. Đoạn văn này còn thiếu 5 dấu câu tương ứng với 5 ô vuông. Các con hãy suy nghĩ điểm 5 dấu câu thích hợp thay cho 5 ô vuông này nhé. Thì ví dụ ở ô vuông thứ nhất, TV là bạn của gia đình em, ô vuông. Sau câu này ta thấy chữ bố được viết hoa. Như vậy có thể đoán được dấu câu trước đó là dấu chấm. Kết thúc một câu. Tương tự, các con đọc tiếp các câu còn lại. Chọn dấu câu thích hợp điền vào 4 ô vuông còn lại cho thầy nhé. Các con đã điền được chưa? Bây giờ các con hãy quan sát. Thầy đọc tiếp. Bố em thường thích xem thời sự, ô vuông, bóng đá. Các con sẽ điền dấu gì ở giữa thời sự và bóng đá? À, thời sự là một chương trình. Bóng đá là tên của một môn thể thao, nên chúng ta điền dấu phẩy giữa chúng. Ô vuông thứ ba, các con điền dấu gì? À, phía sau ô vuông có chữ mẹ được viết hoa. Chúng ta sẽ điền dấu chấm. Để kết thúc câu. Ô vuông thứ tư. Thầy tiếp tục đọc nhé. Mẹ em thích nghe nhạc, ô vuông, xem phim truyền hình. Trong câu này có từ ngữ nào cùng chức năng? À, đúng rồi. Từ ngữ cùng chức năng là nghe nhạc, xem phim. Nên chúng ta sẽ điền dấu phẩy ở giữa chúng. Các con sang câu cuối cùng. Còn em thích nhất là chương trình Thế giới động vật. Kết thúc một câu nên chúng ta sẽ chọn dấu chấm ở cuối câu. Thầy khen các con đã chọn đúng dấu câu cho mỗi ô vuông. Như vậy ở bài tập 3, các con đã lựa chọn dấu câu phù hợp thay cho ô vuông, đó là dấu phẩy và dấu chấm. Ở nội dung thứ nhất, thầy đã hướng dẫn cho các con mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối. Các con đã được luyện tập cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. Thầy khen các con đã hoàn thành tốt nội dung thứ nhất. Chúng ta sang nội dung thứ hai. Nội dung thứ hai, luyện viết đoạn. Các con mở sách tiếng Việt trang 90. Chúng ta vào bài tập 1. Bài tập 1. Kể tên các đồ vật được vẽ trong tranh và nêu công dụng của chúng. Các con quan sát tranh sao? Các con cho thầy biết bài yêu cầu chúng ta điều gì? À, bài có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, kể tên các đồ vật được vẽ trong tranh.
Yêu cầu thứ hai, nêu công dụng của chúng. Các con hãy nêu tên đồ vật và công dụng của chúng theo bảng sao. Các con quan sát tranh. Đây là gì? À, đồ vật ở đây là đồng hồ. Công dụng của đồng hồ là gì? Công dụng của đồng hồ để xem giờ. Bây giờ các con hãy thảo luận với bạn bè, người thân. Một người kể tên đồ vật và một người nêu công dụng của chúng. Các con cùng tìm với thầy nhé. Các con đã tìm được đồ vật nào có ở trong tranh? Đồ vật đó có công dụng gì? Trong tranh có rất nhiều đồ vật. Các con cùng quan sát với thầy. TV có công dụng xem thời sự, xem phim. Quạt điện có công dụng để quạt mát. Bộ bình tách dùng để uống nước. Bàn ghế dùng để tiếp khách. Cái đèn bàn để soi sáng. Máy tính để tra cứu thông tin. Điện thoại để nghe gọi điện thoại. Tủ lạnh dự trữ bảo quản thực phẩm. Cuối cùng là nồi cơm điện dùng để nấu cơm. Thầy khen các con đã tìm và nêu được công dụng của nhiều đồ vật trong tranh. Trong tranh này có rất nhiều đồ vật. Mỗi đồ vật đều có công dụng khác nhau và có lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Các con cùng với người thân của mình hãy sử dụng cẩn thận nhé. Chúng ta vừa kể tên và nêu công dụng của đồ dùng trong gia đình. Bây giờ các con hãy chọn một đồ dùng và tả lại đồ dùng đó nhé. Các con sang bài tập 2. Bài tập 2, viết 4 đến 5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em. Ở bài tập 1, các con đã kể được rất nhiều đồ dùng trong gia đình và nêu công dụng của chúng. Bây giờ các con hãy viết 4 đến 5 câu tả đồ dùng trong gia đình theo gợi ý sau. Tả đồ dùng, gợi ý thứ nhất. Tên đồ dùng là gì? Gợi ý thứ hai, nó có gì nổi bật về hình dạng, kích thước, màu sắc? Gợi ý thứ ba, nó được dùng để làm gì? Gợi ý thứ tư, em có cảm nghĩ gì khi đồ dùng đó có trong gia đình mình? Ở bài tập 1, các con đã kể tên và nêu công dụng của đồ dùng. Các con hãy chọn một đồ dùng trong nhà mình, kết hợp với trả lời 4 câu hỏi gợi ý của thầy để viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình em. Về yêu cầu trình bày đoạn văn, đầu câu viết hoa, cuối câu các con có sử dụng dấu câu cho phù hợp. Câu đầu tiên lùi vào một ô. Các con chú ý tư thế ngồi viết cho đúng nhé. Tiếp theo thầy mời các con cùng quan sát một bài viết của một bạn học sinh lớp 2. Bạn viết như sau. Nhà em có một chiếc TV rất to và đẹp. TV có hình chữ nhật, toàn thân được sơn màu đen bóng loáng. Nó giúp em học bài và xem được nhiều chương trình hay. Em rất thích chiếc TV này. Em sẽ giữ gìn cẩn thận, không để nó bị bụi bẩn. Bài viết của bạn có gì hay? Bài viết của bạn tả về một đồ dùng trong gia đình, đó là chiếc TV. TV của bạn có hình chữ nhật và màu đen. Công dụng của chiếc TV là giúp cho bạn học bài và xem được nhiều chương trình hay. Bạn rất thích chiếc TV của mình
và giữ gìn cẩn thận, không để nó bị bụi bẩn. Các con hãy noi gương bạn cũng giữ gìn đồ dùng trong gia đình của mình thật cẩn thận nhé. Bài viết của bạn gồm có 4 câu và đã thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của thầy. Ở nhà, khi hoàn thành bài viết, các con nhớ đọc cho cha mẹ và anh chị cùng nghe nữa nhé. Qua bài học ngày hôm nay, các con nhớ ôn lại bài. 1. Tìm thêm nhiều từ ngữ chỉ đồ vật trong gia đình, nhiều công dụng của nó. Ôn tập cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. 2. Viết 4 đến 5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em. Thầy sẽ dừng lại một chút để các con ghi nhớ nội dung ôn tập. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Chúc các con học tốt. Thầy chào tạm biệt các con.